Rồi, chia sẻ với cả nhà một ca sửa mí lần thứ 3 cho bạn gái. Cũng bác sĩ vừa mới thực hiện xong một kết quả thì ngay trên bàn thực hiện. Đây là cái tình trạng sau khi bạn ấy sửa mí lần 2. Đã từng cắt mí 2 lần, mí hai bên không đều, trong mắt hai bên không đều. Thì cái câu chuyện của bạn ấy thì rất là dài. Tuy nhiên thì lần này hy vọng, bạn ấy hy vọng là sau với lần này nữa thì để bạn ấy sẽ có một cái cặp mép nó tự tin hơn, nó tươi tắn hơn và nó đồng đều hơn. Thì bác sĩ, và sau hơn một tiếng thực hiện thì chúng ta cùng xem. Đó, bác sĩ vừa mới hạ sai mí, điều chỉnh nếp mí, gỡ dính và cấy bù mỡ vào trong hốc mắt cho bạn đấy. Đó, quá trình làm rồi. Bạn gái này tâm lý rất là tốt và mí sửa nhiều lần nên bạn ấy cũng không cảm thấy đau. Nó là cũng là một yếu tố thuận lợi nữa để cho bác sĩ thực hiện. Đó, em nhìn đây. Đó, cái mắt trước thì bên này mí to hơn, bị dính sâu. Nó làm cho cái tròng khe mi bị nhỏ. Đó, em nhìn. Đó, nó không tươi tắn. Để bác sĩ đã hạ cái size để cho cái ánh mắt nó tươi tắn hơn, cũng như cấy bù mỡ vào trong để nó đỡ bị dính. Đó, hơi nhắm mắt lại. Đó, mở mắt, hơi mở mắt. Đó, trước lúc nãy thì cái chỗ này dính rất là sâu, dính rất là sâu. Đó, thì tổng thể thì khuôn mắt của bạn này thì chắc là vấn đề bẩm sinh. Các bạn ấy nó cũng có những cái chút gì là giải phẫu nó khác thường, cho nên là bác sĩ cũng phải cố gắng chỉnh để cho nó tương đối. Em nhìn đây. Rồi, ok. Trước khi làm áp lực tâm lý chưa? Cũng lo lắng nhiều chứ? Em cũng không lo lắng nhiều, tại vì đặt hết niềm tin vào bác sĩ ạ. Cảm ơn em. Rồi, bạn gái cũng đã tìm hiểu bác sĩ và tin tưởng bác sĩ để thực hiện sửa mí, trao trọn niềm tin. Thật sự thì cái lần sửa mí trước đó là bạn ấy cũng không thành công, cho nên cũng rất là áp lực, đúng không? Vâng. Với những cái mí sửa thì chưa bao giờ là dễ các bạn ạ. Ca này thì bác sĩ đã thực hiện mất một tiếng đồng hồ. Đó, phải gỡ dính rất là nhiều, nhất là cái phần bên này nó đã dính tổn thương cơ mi. Một lớp may này cuối cùng thì cũng đã xong và cũng kết quả cũng khá là ok. Thì chúng ta cùng nhìn lại. Đó. Ok, em xem gương rồi đúng không? Dạ, vâng em xem rồi anh ạ. Ồ đâu, sao thế? Rất hài lòng anh ạ. Chúc tự tin hơn. Chúc em mau bình phục nhé. Dạ vâng. Kết quả này nó còn cần thời gian nữa cơ. Đây là cái kết quả trước mắt thôi. Vâng. Anh luôn chia sẻ với các bạn đấy, có những hình kết quả trước mắt thôi, nhưng về nhà mình phải chăm sóc tốt. Rồi vâng. Quá trình bình phục của từng người nữa. Vâng ạ. Nhé, thì nói vâng. Chung là nếu mà sau khoảng 3-4 tháng thì trước mắt bước đầu tiên thì nó tạm ổn, thì mình cũng tạm yên tâm. Vâng. Chứ làm xong mà nó vẹo vọ, nó sưng này, nó bầm tím nhiều quá thì mình cũng rất là lo lắng. Vâng ạ. Nhé, vâng, để mình chăm sóc tốt các bạn sẽ hướng dẫn vâng, em. Cảm ơn anh và các anh chị ekip đang cùng thực hiện. Rồi. Em đôi mắt tự tin hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những cái livestream tiếp theo của bác sĩ. Xin chào.